Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá. Trước khi bắt đầu với những thông tin bóng đá mới nhất trong 24 giờ qua, các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất mỗi ngày. Còn bây giờ là điểm tin chính có trong ngày hôm nay. Báo Đức mặt huấn luyện viên Vos tối sầm lại sau bàn thua trước Việt Nam. Tờ Sport 1 của Đức mô tả lại vẻ mặt tức giận và thất vọng của huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức sau khi chứng kiến Thanh Nhã ghi bàn ở phút bù giờ. Mặt huấn luyện viên Vosch Tecklenburg tối xâm lại sau bàn thua ở phút cuối trận. Tờ Sport 1 mô tả, trong cả trận, huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức thường xuyên tỏ ra không hài lòng, đặc biệt là những lúc để cho các cầu thủ Việt Nam uy hiếp khung thành. Bà nói trong cuộc họp báo sau trận, tôi không thể hài lòng, chúng tôi mới thể hiện được 40% năng lực của mình. Thực tế, đội bóng đứng thứ hai thế giới Việt Nam đã chỉ thua 1-2 trước đội bóng số 2 thế giới. Đây là bất ngờ lớn bởi sự tranh lệch của Đức và Việt Nam là rất lớn. Màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã gây ấn tượng mạnh với nhiều tờ báo của Đức. Tờ DVK chỉ ra lý do tại sao Đức lại chọn Việt Nam là đối thủ để đá giao hữu, dù hai đội có sự cách biệt về trình độ. Đức cùng bảng với Maroc hạng 72 thế giới, Colombia hạng 25 và Hàn Quốc hạng 17. Về lý thuyết, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vos muốn cảnh giác với những đối thủ tiềm năng và tập cho đội thi đấu để phá vỡ những đội bóng có hàng phòng ngự cứng đầu. Đó là lý do liên đoàn bóng đá Đức chọn Việt Nam và Zambia cho các trận khởi động cuối cùng để chuẩn bị cho World Cup. Trong khi đó, tờ Fußball Berichter thì nhận định Việt Nam có thể gây bất ngờ tại World Cup 2023. Tờ này đánh giá màn trình diễn tốt của tuyển Việt Nam, mở ra hy vọng họ sẽ tạo nên những bất ngờ ở World Cup lần này. Bài một tờ báo nổi tiếng của Đức cũng rất quan tâm tới trận đấu này và mô tả các cầu thủ Việt Nam dũng cảm nhanh như chớp. Các cầu thủ nữ Việt Nam dũng cảm và nhanh như chớp đã nhiều lần khiến Đức phải rơi vào tình thế nguy hiểm. Huấn luyện viên tuyển nữ Đức nói gì khi để Việt Nam chọc thủng lưới? Huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức tỏ rõ sự không hài lòng sau trận thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua. Đội tuyển nữ Đức vừa giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023. Tuy có chiến thắng trên sân nhà nhưng những gì mà các học trò của huấn luyện viên Martina Vosteklenburg lại khiến khán giả đội nhà thất vọng. Thủ môn Merkler From phải rất vất vả cản phá tình huống tấn công của Hải Yến hay Dương Thị Vân. Đồng thời đội đang xếp trên Việt Nam 30 bậc ở bảng xếp hạng FIFA phải đợi đến tận phút thứ 80 mới có thể có bàn thắng thứ hai. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức bà Martina Vosteklenburg bày tỏ sự không hài lòng về diễn biến trên sân. Đó không phải là cách chơi bóng mà chúng tôi muốn, đội còn rất nhiều điều phải làm. Theo đánh giá của chúng tôi, toàn đội mới chỉ đạt được 40% yêu cầu. Rõ ràng chúng tôi không thể hài lòng về trận đấu hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp ca đội lại để bàn bạc lại mọi thứ. Trong khi đó, tiền đạo Nikon Ayomi thì nhận xét rằng không nên đánh giá thấp đội tuyển nữ Việt Nam. Trận giao hữu vừa xong với Việt Nam cho thấy dù đối thủ của bạn là ai không quan trọng, bạn phải đá với 100% sức lực. Việt Nam không phải là đội bóng lớn như tuyển nữ Anh, tuy nhiên bạn vẫn cần chiến đấu từng giây phải chơi bóng một cách dũng cảm. Chân sút Laura Freigang thì khẳng định rằng kết quả ở trận gặp Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến niềm tin vào đội hình ở World Cup tới đây. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi là một trong những đội bóng hàng đầu ở World Cup 2023. Nếu theo dõi trận đấu các bạn có thể nhận ra rằng các cầu thủ thể hiện không như ý do không đạt thể trạng tốt nhất. Chúng tôi biết điểm mạnh của mình và luôn phải sẵn sàng phòng thủ. Tôi cũng mừng cho tuyển nữ Việt Nam khi họ có rất nhiều cổ động viên đến sân theo dõi. Trong quá khứ, đội tuyển nữ Đức từng hai lần vô địch World Cup, 8 lần vô địch Euro và giành huy chương vàng ở Olympic 2016. Cổ động viên Đức phản ứng bất ngờ khi phải nhận bàn thua từ đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đội bóng là ứng cử viên vô địch World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận trận thua sát nút 1-2. Ở trận đấu diễn ra trên sân Bielboro, Berg, Thanh Nhã và đồng đội gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ và duy trì được tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Hai bàn thắng của đội tuyển nữ Đức được ghi ở phút thứ 3 và phút thứ 80. Sau khi trận giao hữu với Việt Nam khép lại, nhiều cổ động viên Đức đã để lại nhiều ý kiến khác nhau. Cổ động viên tên Eduard Albert Bius bình luận, Chơi hay lắm các cô gái. Một số cổ động viên Đức nhắc lại thất bại của đội tuyển quốc gia Nam. Họ từng 4 lần vô địch World Cup nhưng lại bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022 đội nữ chơi hay hơn đội nam. Hơi đáng lo khi bị thủng lưới trước đội tuyển nữ Việt Nam. Chúc may mắn cho kỳ World Cup sắp tới, khán giả tên Li Khan bình luận. Ở trận gặp Đức, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự phục vụ của đội trưởng Huỳnh Như. Trần sút quê trà vinh vắng mặt do dính chấn thương. Huỳnh Như đang tiến hành tập với giáo án riêng kết hợp cùng các phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu. Quá trình này sẽ kéo dài trong vòng một tuần nhằm đảm bảo sự phục hồi tốt nhất cho vòng chung kết World Cup 2023 sắp tới đội tuyển nữ Việt Nam sẽ khép lại chuyến tập huấn tại châu Âu và về nước. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung có hai trận thắng trước đội trẻ Eintracht Frankfurt, câu lạc bộ Short Main và một trận thua trước U23 Ba Lan. Đến tháng 7, Huỳnh Như và đồng đội tiếp tục có một trận giao hữu quốc tế chất lượng với đội tuyển nữ New Zealand.